được con nào không? Nhìn nước là thấy ngon lắm. Một phần như đó đó. Thì con giun gì, con trùng gì bự bằng con cá luôn rồi. À, mà nước rút mà dính cua quá chừng là bắt luôn pin. Lụm luôn mấy con luôn. Coi chừng xúc càng, xé. Dịch cái cần ra mấy ấy. Cắm chưa hết cần lụm rồi nè mọi người. Chừng nó đâm như đi. Đâm nó đi. Đây mọi người ơi, con cá đầu tiên nha. Mấy cái này đặt lại. Đây, móc mồi vô cắm lại đi. Chú Lương cầm máy, mình xuống lấy. Lương cầm máy nha mọi người. Tiên nữa nha, ngon nha. Đã luôn. Dạ. Ê. Đã. Hai con rồi nha mọi người. Tiếp tục móc trùng vô. Đây, chưa cắm xong luôn nha mọi người. Trời tối nhanh quá. Lên được, kéo lên nè. Bin cầm máy cho chú Lương xuống đấy. Ừ, cầm. Ừ, đứng đây đi. Qua cái chê nữa nha mọi người. Qua, đã quá ta. Rồi. Đây. Đây mọi người ơi, một con đó nha. Rồi, ba con. Còn phải thấy. Rồi, Lương tiếp tục. Lên nữa nha mọi người ướt luôn á. Gần lại dính con đầu tiên, con bự á. Rồi nha mọi người. Kịch gì đâu. Rồi, bốn con này ngon nè. Rừng rú, giống như trong rừng rú luôn à. Bằng đi. Từ. Rồi, một con đó nha mọi người. Rồi, cá chê. Cái thùng ra, đây mấy con này. Từ nó chạy xuống nha. Bắt được không? Thằng cô Bin đó không? 5 con hả? Xong pin này. Lắm mà. Rồi, tiếp tục. Đến đâu rồi? Nó động rồi đó. Kim ru rồi kìa. Dưới này không có đồng tĩnh. Rồi tiếp tục. Hết chỗ cắt. Này dưới này không dính hả? Chắc chưa? Này nó dính đó, thấy cục mồi mà. Bắt con dế luôn Win. Chúng cá không? Ơi mọi người ơi. Ơi cái một cần câu đâu rồi Bin? Đây. À. Để đó đi, móc con khác đi, để đó đi, từ. Móc cần khác cắn. Con rồi nha mọi người. Mới thăm dòng một thôi nha. Cái cần này có dính không? À, thì ra là trên đột cây luôn rồi. Rồi tiếp tục. Đây cần này ấy, coi chừng lao xuống nha, nguy hiểm nha. Trời mưa luôn rồi, giờ sao đi xíu chắc về sớm quá mọi người ơi. Thì mình cắm bên kia, mình cắm đâu rồi? Rồi xong lụm tiếp tục luôn, nghe cái chụm là biết rồi, nghe cái tụm là lụm rồi. Vô bên trong không có cái gì luôn, còn đúng cái thịt ngoài. Ui dạ. Rồi, không có con nào luôn. Cá chè hả? Ừ,
dọn về thôi, bữa nào Lương làm quýt sau thôi. À, thành quả của Lương với cô Binh dọn xong câu rồi, chắc hẹn bữa nào Lương sẽ làm một. Mọi người mến Lương với cô Binh thì đăng ký ủng hộ kênh giúp.